Này mình cũng còn có dách này nữa, cũng hoàn thành xong cái miếng đất này rồi. Rồi sớm qua cũng làm được đoạn rồi. Rồi sớm thì mình xuống xe cái mình ủi cái con bà mình vô trong cái đi thẳng rỗng luôn. Cái đường này đường mình ra nè, mình đi thẳng rỗng luôn cái mình cẩu xe ra lên, mai cái mình chạy đi kiếm đất. Trong này cái đường này mình không có chạy xe được. Giờ mà mình chuyển thẳng lên nhà của anh bạn mình á, anh Ân á, thì nó xa lắm. Chạy theo từ chỗ này mà chịu đi xuống nhà ảnh, đường thì nó gần nhưng mà mình đi rồi bơi không à. Chắc theo mà chịu đi chắc cứng buổi. Còn mình ở đây nếu trường hợp mình có đất thì mình đi luôn. Mình chuyển cái hướng nào mình ra ở trong chỗ mình đang làm nè, kinh kinh đồ nhiều lắm, đưa đường đi nó nhiều lắm nhưng mà nó bị vướng cầu. Mình biết cái đường mình ra thì nó gần hơn. Hôm bữa mưa nhiều quá trời, mưa 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 mà mưa lớn bị nứt hết đoạn. Chỗ đó chắc chút nữa mình lấy xa xa ra, lấy xác mé quá cái xác hết. Chỗ này thì kêu là cao quá cao rồi, lấy cái 4 tấc mình lấy này 5-6 tấc luôn. Quá trời clip này sao nó thấp, chỗ này cái đoạn này nó thấp rồi. Lấy cỡ này làm nhanh chủ nhà làm nhiệt tình luôn. Mình làm chủ nhà anh ra anh cười vui vẻ thì lấy tiền thì dễ dễ lắm. Còn giờ trong việc làm ra mà chú đất mà ra cằn nhằn nó, trời ơi mày làm gì chết rồi là thua, làm gì mình lấy tiền khó lắm. Sáng nào cũng vậy thì mình làm cũng hơi sớm hơn. Chắc bữa hai nữa anh đào hút mía. Cái mực nước ở ngoài sông nó thì nó cao hơn cái này. Mình làm rồi cái mình khơi đường nước cho nước vô luôn. Ảnh có cái đường để anh cho cái vỏ lãi vô để chở mía vô trồng á. Sau này đốn mía này cũng dễ nè. Nó còn đất nhiều lắm ở dưới. Cái clip này mình làm thì mình thấy nó cao hơn bên bản luôn á. Lúc đầu mình vô mình hợp đồng với ảnh thì clip này mình chỉ kê lên tầm chừng 3 tấc thôi. Mà thấy đất dư quá nè. Với lại cái lúc đầu tiên mà mình ban cái bờ á, ban cũng hồi kia á.
bàn đỡ chuẩn nó hơi cao. Rồi lúc đó mình nói anh hạ xuống một chút đi, anh nói thôi vậy được rồi em ơi, thôi nói vậy mình theo hoài luôn theo cái chuẩn đó. Rồi đâm ra cái clip này nó hơi cao, cao mà giờ hạ xuống thì nó kỳ quá, làm cho nó cao luôn. Nếu nó cao vậy thì mình làm nó mình phải lấy nhiều đất rồi lên thì cái tốc độ nó làm thì nó hơi chậm hơn, lâu hơn. Nhưng mà riêng mình thì mình không có suy nghĩ chuyện chậm lẹ hay làm lâu hơn gì đâu. Mình chỉ suy nghĩ mình làm được cho ảnh thôi, rồi cho ảnh được cái công việc của ảnh. Còn phần mình thôi, như mình suy nghĩ thì mình làm thuê mà mình hơn thua làm chi, thì miễn sao ảnh vui rồi gửi tiền mình ảnh cười vui là được rồi. Mình suy nghĩ vậy thôi là mình làm nghề này nó thoải mái lắm. Còn làm nghề này của mình là mình tính toán so đo quá thì nó khó làm lắm. Làm miếng một là không ai giới thiệu mình đâu. Ví dụ như mình làm ảnh vui vẻ nè, rồi bà con thì nhầm họ gì của ảnh đó, anh em nói sớm thì có làm cái anh chỉ cho mình. Clip này không biết sao ở đầu trên đó mình lấn vô tầm khoảng chừng 5-7 tấc xuống đây sao vớt vô thước dữ ta. Không biết cái đầu này có bự không hay sao không biết. Chắc cho nó ra chút. Vì cái này mình không có cầm cây nè, không có cây cứ nhắm làm đại vậy đó. Rồi đầu trên thì mình vớt thấy ít, mà xuống dưới này thấy vớt cái vô hơi nhiều. Để cho nó ra một chút. Lượng đất ở dưới nó dư mình vớt vô quá tội nghiệp anh. Nó không có cây cầm thì làm nó cũng hơi nếu bạn nào chạy thì đỉnh thì mình làm dễ rồi, còn mình chạy cũng không có được hay, rồi chạy cũng còn dở. Nó ra vậy được rồi, này còn tầm tiếng ngoài nữa thì cũng xong rồi, rồi sớm hơn cái dự định rồi. Làm trên xe này mình chợt nhớ tới anh chủ đất anh ở gần ở đây nè. Hồi đầu vụ mình có làm cho ảnh, nhà ảnh cũng cặp xong nữa, chắc mình thấy màu chuyển cái con phà mình lại trước cửa nhà ảnh làm như thế nó thuận lợi hơn. Nên mình chuyển vào trong đây quá. Hồi làm nãy giờ tự nhiên nhớ tới ảnh đó chứ. Tại mình ở xíu xa đâu quen ở đâu, chỉ quen những chủ đất mà mình làm thôi. Như chủ đất người ta kêu mình làm thì mình quen người ta thôi. Thì mình gửi nhờ đó, cái mình đậu cái mình đi kiếm đất thấy cái màu nó khỏe hơn là thấy đậu trong đây à. Chắc xong đây mình cũng chuyển về nhà ảnh mình đậu quá. Chủ nhà nó mất tiêu không biết. Có anh ra hôm qua anh cũng có chỉ rồi, anh cũng có nói cái này múc cỡ này vừa rồi nè, anh cho cái vỏ nó vô.
đang trông chờ anh ra nãy giờ. Có chưa? Mà nó cũng hứa sơ sơ vậy thôi. Ở đây nó không có cái tập đoàn đầu nào mía mướn hả? Nó cũng có đó, mặn là cái ấy mà nó đi mặn ngoài bún tàu, đốn rồi đào học rồi lãnh cũng tùm lum. Cái đường mương này anh thấy giờ được chưa, cho lãi vừa chưa? Anh em vét năm tém không cho chứ đi xuống xe rồi khó lắm. Được rồi. Vậy được rồi ha. Cái này vỏ vô được rồi ha. Mà tới cái cua đó làm sao chặt cua được nè, có lãi sao vô cua được nè, được. Thế này anh uống ngoài đó được. Uống ngoài đó phải cái nó dính gốc một chút. Nào dính nữa giá đầu đi. Chứ sao giờ. Rồi hai cây này phá, nãy cây tràm không dám phá nè, biết ranh của anh hay của người ta nè. Cây tràm đó của anh. Của anh hả? Để đại nó làm gì làm? Bỏ mẹ luôn. Phá phải không? Phá cái này luôn hay gì? Rồi. Rồi. Dạ. Yeah. Cái gì vậy? Anh đo cái cầu em á hả? Đo đặng qua cầu á. Đo qua cầu là từ mặt nước lên cái cây đó hả? Nhắm bao nhiêu rồi anh? Chắc không lọt. Mày ổn mà tao là thước 7 nước 69 á. Nước 69 hả? 69 ở đây là cây còn dư nhiêu nè, chưa có thẳng. Dạ. Yeah.
cuối cùng thì cũng tới rồi. Mà tới đây không thấy ai nhà hết trơn, thấy mà nhà mở cửa mà hỏi không có anh về ở nhà nữa. Kệ đi, đậu đi, khi nào anh ra cái tính nữa. À, thôi chắc mình xin tạm dừng ở đây. Xin mấy thằng gặp bạn bè xa mình vào cái buổi chiều ngày mai.